Xin chào các bạn, mình là Duy đây. Hôm nay mình làm cái video này đó để mà muốn chia sẻ cho các bạn cái tôi của mình đó, nó hiện ra như thế nào. Thì đây là cái chén nè, đây là mình ăn mà mình chưa có rửa đó. Mình để đây để các bạn biết chưa, để cho vợ mình rửa đó. Đó là mình nha, mình suy nghĩ vậy nha. Mà bây giờ mình ngủ dậy rồi á, bây giờ cũng là 8:15 tối rồi, trời tối rồi đó. Là mình cũng bị đau á, mình để thử coi giờ mình có rửa không đó, mà vẫn còn y nguyên nè á. Thì mấy bạn thấy như sao đó. Rồi mình sẽ giải thích lại cho mấy bạn sau ha. Còn bây giờ là mình rửa đã đó. Bây giờ là mình rửa xong rồi nè, thấy không? Thì nó mất khoảng có 5 phút thôi, thấy không? Đó. Rồi đó, mấy bạn thấy không? Cái đó là mình đang muốn kể cho mấy bạn nghe là cái tôi của mình nó xuất phát như thế nào. Thì bạn thấy cái đó là chuyện rất là bình thường đúng không? Mình ăn xong thì mình rửa chén là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà bây giờ mình lấy cái bản thân của mình ra nè, mình suy nghĩ là bây giờ hôm nay mình bị đau quá, thì mình ăn xong mình để đó, là thường mọi ngày vợ mình nó sẽ rửa cho mình. Nhưng mà mấy nay vợ mình đi giận mình á, nó không có rửa. Mình ăn xong là mình phải tự rửa, ai ăn đó tự rửa. Thì cái điều đó như mấy lần trước á, nó sẽ làm cho mình rất là khó chịu, tức giận. Bởi vì mình lấy cái quyền mình làm chồng ra đó, để mà mình bắt vợ mình là phải làm theo cái điều đó cho bằng được đó. Nhưng mà mấy bạn thấy cái nguyên nhân á, ban đầu là từ đâu? Là có phải là do ngay từ đầu á, mình suy nghĩ á, là mình ăn xong nè, mình để xuống đây nè đó, lúc đó mình mệt á, mình không có rửa liền đó. Rồi á, mình nghĩ trong đầu mình là để chập nữa vợ mình ăn sau, xong vợ mình nó rửa luôn đó. Thì lúc đó vợ mình á, nó đi chơi với con ở phía dưới á, thì lúc nó lên thì mình mệt quá, mình uống miếng thuốc mình ngủ rồi, xong bây giờ mình dậy đó, mình dậy và mình đi ra, mình thấy nó còn y nguyên vậy đó. Thì trong đầu lúc đó mình sẽ tức giận, rất là tức giận, vì mình suy nghĩ là giờ phải rửa nhưng mà giờ này nó còn y chang vậy đó. Thì cái nguyên nhân á, bạn thấy không, ban đầu do mình suy nghĩ như vậy, bây giờ người ta không rửa mình tức giận á, thì cái đau khổ đó do mình gây ra chứ không phải vợ mình gây ra. Bây giờ mình chưa biết lý do tại sao mà vợ mình không có rửa, mình chưa có biết đó. Nhiều lúc vợ mình nó bận cái chuyện gì đó, hoặc là nó thấy đó, nhiều lúc nó trêu người mình nó không rửa, cho ông rửa cho ông chết luôn cũng có nha mấy bạn. Rồi hoặc là nhiều lúc nó thấy đó, để chập nữa nó rửa, nhiều lúc đang lu bu cho con bú gì đó. À, mình không có biết. Nhưng mà cái nhiều nhiều người hay sai lầm á, cũng như mình á, lúc trước mình hay sai lầm á, là cái này là do mình gây ra chứ không phải do người khác gây ra. Bởi vì á, mình gây ra ban đầu á, mình ăn xong thì mình rửa đi, mấy bạn thấy không, mình rửa mất 5 phút cho mấy đó, mình quay lại cho mấy bạn coi rồi đó, 5 phút là xong, là xong rồi đó, thì mọi chuyện nó bình thường giống như là chưa có chuyện gì xảy ra, 5 phút à. Còn mấy bạn mà không chịu á, giải quyết cái đó, mà mấy bạn nghĩ cái đó là người khác phải làm cho bạn á, thì cái đó nó là cái tôi của mấy bạn á, cái tâm của bạn nghĩ vậy chứ người khác nó không phải vậy. Mà mình bị cái đấy hoài. Cái lúc giai đoạn mà mình cưới vợ về đó, đến giờ 3 năm mình bị hoài, mình ăn với cái chuyện này mà nó làm cho mình khổ hoài, buồn rầu giận hờn vậy đó. Thì mình làm cái video mình quay lại, mình muốn chia sẻ với bạn để mấy bạn nhận ra khi mà mấy bạn bực tức á, thì mấy bạn nghĩ thử là do đâu mà ra,
cho mình là do người khác, thì theo mình là do mình. Rồi mình nghĩ vậy mà người ta không đáp ứng lại cho mình là bắt đầu là mình bực tức lên. Rồi người ta không đáp ứng có nhiều lý do, đó là cái tôi đó. Mà qua cái đây mình kể lại, ví dụ đi, trường hợp bây giờ mình không có bận gì hết, nó đang nằm vô mình thấy nó đang nằm xem phim chẳng hạn, đó nó nổi máu điên lên. Cái bác nổi máu điên lên bạn, hai con người mình hay vậy đó. Mình nổi máu điên lên đó, xong bây giờ kìm tính thì bây giờ chửi nó thôi, không kìm tính bây giờ quất cho nó bạt tai luôn đó. Thành ra đó là do mình chứ, cái này là nguyên nhân do mình gây ra mà lúc đầu mình không có nhận ra, vì mình nghĩ cái điều đó là nó phải xảy ra như vậy, mà nó thực sự nó phải ra. Còn mấy trường hợp ngược lại á, mà nhiều người á, như như người vợ nghĩ á, là để tôi làm gì cho ông biết mặt, không phải lúc nào mà tôi cũng rảnh đâu mà đi rửa cho ông đó. Nếu mà người vợ họ suy nghĩ mà thấu hiểu hơn thì kiểu là chồng mình mệt rồi bị đau á, mình quan tâm chút á đó. Đó rồi để mình rửa cho ổng, thì ông ra ông thấy thì nó vui vẻ hơn thì nó khác. Mà không, bình thường là cái tôi mình nó không chịu làm vậy bạn. Cái đây là do mình nghĩ thôi chứ vợ mình nó không nghĩ vậy. Ôi mình thấy mình có hai bà chị á cũng y chang vậy, mà không phải cái chuyện đuổi chén mà chuyện khác mà mình nghe hoài luôn. Nghĩa là chồng á, chồng đi làm ăn á, mà mình thấy hai người chị của mình á muốn chồng ở nhà phụ chăm con đó, nhưng mà hai người anh rể của mình á, thì đi làm đó, ít có chăm hoặc là chăm nhiều lúc chăm mà chị mình không thấy, nên lúc đi làm á, hai mẹ chị mình mới chửi ẻo là chị xui rủi kêu ông đi ra tôi mong cho ông lỗ ông chết luôn. Đó là hai mẹ chị của mình đó mấy bạn đó. Thì bạn thấy không, thật sự á người vợ họ đâu có muốn chồng mình làm ăn thua lỗ đâu, nhưng mà vì cái nhu cầu á, cái nhu cầu của người vợ không được thỏa mãn á, là họ muốn chồng ở nhà chăm con cùng với họ. Nhưng mà người chồng á, là anh rể mình á, anh nghĩ là giờ anh phải đi ra anh làm kiếm tiền vì anh là cái nguồn thu nhập chính trong gia đình mà, thì vợ phải hy sinh ở lại chăm con để anh yên tâm anh ra chứ. Bây giờ mà hai chị mình không thấy chồ. Mình thấy bà nào cũng chồ, chị hai cũng chồ, mà chị ba cũng chồ. Cả mình rè, ông mới nói mình ra. Em thấy ngu chưa? Có ai mà đi chù chồng mình bị thua lỗ, làm ăn thua lỗ, để chưa bán được hàng mà chù cho lỗ không à? Đó, thì cái đó là cái tâm á. Thì mình làm cái video để cho mấy bạn nhận ra cái tâm. Đó, người vợ cũng nhận ra cái tâm của mình, người chồng nhận ra cái tâm của mình. Đó, để mà mình sửa từ từ thôi. Mà muốn mà sửa được thì mình phải phải ngồi mình giống như mình thấu hiểu lại, mình lắng đọng lại thì mình mới hiểu được. Thì bên bên đạo Phật gọi là tu tập á, thì mình mới học rồi mình sửa chữa từ từ là sẽ được. Rồi xin chào các bạn đó. Nếu mà sau này mình nghĩ ra được cái gì mình thấy trong cuộc sống vợ chồng của mình á mà nó hay hiện cái tôi ra, mình sẽ làm video lại để mình chia sẻ đến mọi người, vì mình thấy không có ai chia sẻ nên đâm ra mình bị sai lầm hoài à. Đó cho mình muốn làm video để mình chia sẻ mọi người cái sai lầm của mình á, để mọi người nhận ra không, cái vợ chồng là nó sinh ra cái tôi nhiều lắm nên đâm ra cãi nhau á rất là nhiều. Lúc mới cưới thì ít, mà sống với lâu nhau lâu á cái tôi nó lớn á, nếu mà mình không có sửa chữa không tu tập thì ăn cãi nhau suốt à, giận hờn hoài đó. Rồi xin chào các bạn ha.